Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 3 ngày, công tác bàn giao vật chứng giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, tức C03 Bộ Công an và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất vào ngày 26 tháng 2 thông qua công tác bàn giao vật chứng giữa các bên trên cơ sở dữ liệu từ Cục C03, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối chiếu và lập một file dữ liệu riêng, đồng thời sẽ chuyển thông tin dữ liệu này sang tòa án để đối chiếu trong quá trình xét xử nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian xét xử sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và 85 bị can khác, Cục sẽ phối hợp với Tòa án Nhân dân TP.HCM cử chấp hành viên tham dự phiên tòa để theo dõi thông tin phiên xử.